Vâng, xin kính chào quý khán giả kênh Lục Tỉnh miền Tây và anh em bị bonsai trên mọi miền Tổ quốc. Em tên Tài, vườn của em tại phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại giao lưu của vườn em là 0931239339. Thì lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị gần xa ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. Thì hôm nay em có lên giao lưu với cô chú anh chị một lô linh sam sông Hinh, lá nhỏ và lá trung. Như là cây này là lá nhỏ nè, toàn bộ lô hôm nay thì có một số cây mấy cây đầu, cây líp đầu, cây nào già nó già, nhưng như cái này là lô này lô dê có mấy cây già nè nha cô chú chị, nhìn đường gân của nó nè. Giờ anh em xả dây là vô tư ha, cây đang ôm hoa. Thì em giao lưu ra lên sao hôm nay em giao lưu đồng giá 1,5 triệu, 1,5 triệu một cây, bao sống bao ship và bao luôn chậu này nha. Rồi không mất thời gian cô chú anh chị, phép vô cây số 1. Cây này rất là già nè nha cô chú anh chị, nhìn cái đường da gân guốc của nó cô chú anh chị thấy ha. Hoành cái này là 25, tổng tán dài cây này là 79, tán rộng cái này là 53 và chiều cao cái này là 44 ha. 1,500,000 bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây đang ôm hoa ha. Linh sam này là linh sam lá nhỏ nha, lá rí nha cô chú anh chị, cũng là dòng sông Hinh, bông của nó rất là thơm nha. Cây số 1 1,500,000. Đây cô chú anh chị coi đường thân, quay cận đế của chú anh chị xem luôn ha. Cây rất là già ha, gân guốc, gốc cành cực kỳ già, gốc cành mặt sau nè, toàn là mịn hết rồi nha. Cái này về anh em xả dây giật được bình thường nha, em để dây được sợ nó trả dây nha cô chú anh chị. 1,500,000 bao sống bao ship toàn quốc cái số 1, toàn tán rất là mịn ha, thuần chậu anh em an tâm ha, bông kín cây ha. Rồi xuống cây số 2 cũng là một cây linh sam sông Hinh lá rí nha, lá nhỏ nha cô chú anh chị. Chỗ này thì nó có phần bị hồi đó nó bị tét đó. Hồi nhỏ nha cô chú anh chị, giờ nó lũa rồi nha. Có một miếng chỗ này ha, em nói luôn đế này rất là quái nè, đế rất là đẹp ha, cây rất là già rồi, cây thuần chậu, cây siêu già rồi. 1,500,000 luôn nha cô chú anh chị, bông răng kín cây ha. Bông này thì trong quá trình ship thì có thể là bông nó sẽ rụng, rụng bớt nha cô chú anh chị, tại linh sam này bông nó rất là dễ rụng ha. Hoành cây này là 23, tán dài là 85, cao 44 và tán rộng cây này là 44 luôn. 1,500,000 bao sống bao ship toàn quốc ha. Cây là siêu già nha cô chú anh chị, hàng lô này là lô già ha. Mấy cái đầu là mấy cái già nào già nó già ha, em đôn đế rất là nhiều lần, nhìn bộ đế của nó rất là đẹp ha. Rồi quay cận gốc cành anh em xem ha. 1,500,000 bao sống bao ship mà luôn chậu nha. Cây này em mới 2 phân nên tháng nè, anh em về cứ vậy tưới nước chơi nha. Cây số 2 1,500,000 linh sam sông Hinh lá nhỏ nha, cây rất đẹp nha cô chú anh chị, cây đang ra hoa ha. Rồi xuống cây số 3. Cây số 3 là một cây linh sam sông Hinh lá trung bông chùm nha cô chú anh chị, bông cực kỳ to luôn ha. À, nhìn kỹ giúp em ha, cây đường thân rất là già rồi nha, đế là nô nôm lên hết rồi. Hoành cây này là 24, tán dài 73, cao 44, tán rộng cây này là 55, cây đang ôm kín cây bông hoa hán nè. À, cây số 3 linh sam sông Hinh lá trung nha cô chú anh chị, cây cốt cành to già hơn lắc lượng ha, bông năng kính thân kính cây luôn nha. 1,500,000 bao sống bao ship toàn quốc và luôn chậu nha, cây cực đẹp. Rồi quay cảnh đường thân anh em xem thân co lắc ha, có cành anh xem kỹ giúp em ha, có cành mặt sau nha. Cây này ra hoa tự nhiên, em không xử bất kỳ xử lý bất kỳ cái gì hôm nay, thuốc gì hôm nay nha cô chú vậy, nó lên ra hoa tự nhiên luôn ha. Rồi xuống lên cây số 4. Rồi, cây số 4 cũng là một cây linh sam sông Hinh lá trung bông chùm nha cô chú anh chị, cây cũng đang ôm hoa ha, thân cực kỳ già co lắc, hoành là 24 ha, tán dài là 64, cao 60, tán rộng 56. 1,500,000 bao sống bao ship toàn quốc và luôn chậu nha. Cây số 4.
Rồi quay cận đường thân của chú anh chị xem ha, cây thân rất là già, thân lắc lượng cốt cành đủ hết nha, 1.500.000 bao sống bao ship. Cây lô này là lô già nha cô chú anh chị, mấy cây này là mấy cây già của vườn em mà nay ra hoa em đem ra quay cho cô chú anh chị. Cây số 4 1.500.000 tàn tán vòng kính ha, rất là to ha. Rồi xuống cây số 5 là cây linh sâm song hình lá rí ha, cây này form mini để bàn ha, thân rất là già, độ đế rất là đẹp ha, cây này đẹp mà nha cô chú anh chị, anh em về để bàn làm việc, cái này là khổ chê dàn đế rất là đẹp, bao ship luôn chậu với giá 1.500.000 luôn. Hoành cái này là 26 ha, tổng tán dài là 60, tán rộng 49, cao 30, 1.500.000 luôn. Cây số 5 ha, bao sống bao ship toàn quốc, linh sam song hình lá rí nha cô chú anh chị, cây cũng đang ra hoa, 1.500.000 bao ship luôn chậu. Rồi quay cận thân để cô chú anh chị xem ha, cúc cành to bằng ngón tay cái em nè, đế cực đẹp, cúc cành đủ hết nha, cây này hàng già rồi, hàng này mình bỏ dây được rồi. Rồi xuống cây số 6 ha, 1.500.000 bao sống bao ship toàn quốc. Đây, số 6 là cây linh sam song hình lá rí luôn nha cô chú anh chị, cây cực kỳ đẹp, rất là già hàng. Lô này là cây, là mấy cây già nè, cây đang ôm hoa nha, ôm nụ kín cây luôn nha, hay về anh em chơi là đúng bông luôn nè. 30 hoành, tán dài 67, cao 43, rộng 45, 1.500.000 bao sống bao ship toàn quốc ha, linh sam song hình lá rí nha cô chú anh chị. Cây số 6 1.500.000. Rồi anh em quay cận đường thân em xem ha, ngọn này có chỗ này nó bị lũa ha, chúng con phỉnh này thôi mà ngón tay à, cái mặt cắt hồi xưa á. Cây dài thì anh em đừng bao hết, em bao hết nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây số 7 đây. Cây số 7 là một cây linh sam song hình lá rí luôn, thân thoát thân cây cực kỳ già ha. Quay cận đường thân của chú anh chị nó xem cây già như thế nào ha, siêu già, cái này già dữ lắm rồi. Mặt sau này của chú anh chị, mặt trước nè, cây này giờ của chú anh chị tưới nước là ra hoa ha, nó đang thay lá đang ra bông á, bên em là không xử lý bất cứ cái gì nha. Hoành cái này là 24 ha, tán dài là 70, cao là 50, 1.500.000 bao ship và luôn chậu nha. Cái số 7 đây. Cây chi tán rất là mịn ha, cái này do đang hay lá chuẩn bị ra hoa nè, anh em về tưới nước ra hoa, cái này nó già dữ lắm rồi. Rồi quay cận anh em xem cốt cành giúp em ha, chi tán cốt cành đủ hết nha cô chú anh chị, hàng này hàng già nè, mặt sau nè. Cây rất là đẹp ha. Rồi xuống cây số 8, 1.500.000. Cây số 8 cũng là một cây linh sam song hình lá trung nha cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu đa số là linh sam hết ha, cho anh em dễ lựa chọn về chơi ha. Hàng này rất là thuận tiện cho anh em chơi tất cả mọi miền ha. Thời tiết mùa nào cũng trồng được, 24 hoành. Cái này tàn rất là to ha, tàn là 72, cái này đang ôm nụ nha cô chú anh chị. 50 là chiều cao. Tán rộng cây này là 50 luôn. 1.500.000 luôn ha. Cây này đang ôm nụ kín thân hết nè, nè nhìn kỹ nó quay cận giúp em nè, cái mặt này nụ ra rất là nhiều, cây này về anh em là ra hoa ngay nhà luôn nè. Những cây ra hoa trước thì về trong quá trình di chuyển thì sợ nó rụng, còn cây ôm nụ thì về mình chơi liền, hai chậu tưới nước chơi. Cây số 8 1.500.000 ha, chi tàn kín mịn ha, cốt cành cây tàn rất là to, 1.500.000. Cây số 8 1.500.000 bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây số 9 ha, cây số 9 cũng là một cây linh sam song hình lá rí nha cô chú anh chị, cây này cũng đang ôm nụ nè. Hoành là 25,
tán dài 64, cao 50, rộng 43. Cây số 9 cũng là 1.500.000, bao sống bao ship toàn quốc, linh sam song hình lá rí ha. Cây số 9 1.500.000. Rồi quay cận đường thang đế của chú anh chị xem, cây vàng đế rất là đẹp ha, cây già, mấy cái già của vườn em của chú anh chị. Rồi xuống lên cây số 10 1.500.000 ha. Đây cây số 10, đây số 10 là linh sam song hình lá trung ha. Cái lô này thì em giao lưu anh em hôm nay rất là nhiều rồi nha, 200 cây á, thì hôm nay còn cũng còn ít cây, anh em bán giá mềm anh em về chơi ha, 1.500.000 luôn nha. Cũng hàng già 28 hoành, tán dài 49, tán rộng cao 35, rộng 38, 1.500.000, bao sống bao ship toàn quốc. Cái số 10 này chi tán này, cúc cành nó cân đối với cây hết đó nha, toàn cái cái em nha, nhìn kỹ nha cô chú, cây rất là lực ha. Thì cây này bên em bán ấm rồi, anh em về cũng mới thấy cây bên em như thế nào ha, đa số anh em đều khen cây rất là lực nha cô chú anh chị. Cây số 10 1.800.000, rồi xuống cây số 11, đây cây 11 đây, rộng lắc ha, cây rất là duyên ha, 1.500.000 luôn nha cô chú anh chị. Cây số 11 này đế rất đẹp, nhìn kỹ đế giúp em quay cận đế ha, này đế đẹp mà, đế là cái dĩa khổ chê cực kỳ phê luôn. Rồi nó hoành anh em xem, hoành là 26, tán dài 50, cao 42, rộng 44, 1.500.000 cây 11 ha, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi đế quá đẹp, cốt cành to đùng luôn, dĩa tán ấm mịn, rất là ấm ha, cốt cành anh em xem, cốt cành mặt sau nè, cây 11 1.500.000, linh sam song hình lá trung ha. Rồi xuống cây 12, rồi cây 12, cây 12 cũng là một cây linh sam song hình lá trung ha. Thì mấy cây này nó đang ôm nụ nha cô chú anh chị, về anh em tưới nước thay chậu ra hoa kín cây ha. Cây bài nha cô chú anh chị, 24 hoành, tán dài 50, rộng 39, cao 28, 1.500.000. Cây 12 bao sống bao ship toàn quốc ha, hoàng mini để bài hàng đế cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cây rất là to già ha, cốt cành là cân đối hết nè, chi tàn ấm mịn nè, rất là ấm ha, cốt cành này. Cây đóng gốc rất là chuẩn nha, mặt sau nè, 1.500.000, bao sống bao ship toàn quốc của chương trình. Cây số 12, rồi xuống cây số 13, đây 13 là một cây mini luôn, quấn cây bài nha, cây 13 ha, quấn bài nha cô chú anh chị. Cây này bắt đầu ra nụ nè, hoành là 23, 1.500.000 luôn ha, 47 dài, tán rộng 31, cao 28, 1.500.000, bao sống bao ship toàn quốc ha. Cây 13, chi tàn ấm ha, cốt cành cân đối với thân ha. Cây này mini đĩa bàn nhưng cô chú chị rất là lực ha, cây lực đế đẹp, 1.500.000, đế cực kỳ đẹp luôn ha, nhìn kỹ đế giúp em. Rồi xuống cây 14, đây cây 14 nha cô chú anh chị, cây đang ra hoa ha, cây có tán bay rất là đẹp ha, có cái gốc tử dưới đây em để luôn ha cô chú anh chị, cây tử đó ha, về anh em muốn để muốn cắt thì cắt ha. Cây 14 em đo quanh cô chú anh chị xem, quanh cây này là 18 ha, 1.500.000 luôn nha, tổng tán dài là 64, tán rộng là 45, cao là 37,
1,5 triệu bao sống bao ship Hoa Linh Sâm nay giao lưu đồng giá 1,5 triệu nha, cây 14 cây đang ra hoa không chi tán ấm mạnh nha chú anh chị. Phúc cảnh anh em xem giúp em không đủ hết không thiếu hay là to hết à, cây nhìn rất là lực ha. Rồi xuống cây 15 nha cô chú anh chị. Linh Sam Song Hinh lá trung ha, đồng giá 1,5 triệu. Đây. Cây 15 nha cô chú anh chị. Mặt tiền bên đây nha. Cái bài luôn nha cô chú anh chị. Cốt cành đóng rất là đẹp ha. To, cân đối cây đế cũng đẹp luôn. Hoành là 26. Tán dài là 43. Rộng là 37. Cao là 29. 1,5 triệu luôn ha. Quay đế của chú anh chị xem cái này, đế này rất là đẹp ha. Đây hỏi chê 1,5 triệu bao sống bao ship toàn quốc cây 15. Chi toàn ấm em của chú anh chị. Cực kỳ ấm. Cốt cành nè. Cành mặt trước nè. Rồi xuống cây 16 ha, 1,5 triệu bao sống bao ship toàn quốc. Rồi đây cây 16 nha cô chú anh chị, Linh Sam Song Hinh lá trung muôn chùm ha, cây cực kỳ to. Đâu anh em xem đồng giá 1,5 triệu, anh em hỏi lựa chọn thoải mái. 29 hoành, anh em nào lấy số lượng thì em tính giá sỉ cho anh em ha. 52 là tán dài, tán rộng là 44, cao cái này là 34 ha. 1,5 triệu bao sống bao ship toàn quốc. Anh em nào lấy giá sỉ 10 cây trở lên thì em tính lá giá là 1,3 triệu ha, bao ship nha cô chú anh chị, em báo giá sỉ luôn. Còn giá lẻ là 1,5 triệu ha. Lô này em giao lưu hôm nay là rất là nhiều, hôm nay em giảm giá anh em về chơi. Đây, cục cành ấm mịn ha. Đi tán. Sao cho anh em dễ xem luôn. Em quay rất là chi tiết nha cô chú anh chị. 1,5 triệu bao sống bao ship toàn quốc, lên sam Song Hinh lá trung. Cây này đang ôm nụ nha cô chú anh chị, nào quay cận thêm chỉ của nụ của chú nè, nụ nè, nụ nè, nụ kín cây hết nha, cây này về chuẩn bị ra hoa nè. Rồi xuống lên cây tiếp theo, cây 17. Nếu quay đo hoành rồi quay nụ của chú anh chị xem ha, nè quay cái tàn trước đấy ha, nè nụ nè, chi chích nụ luôn, cây này chuẩn bị ra phun hoa nè. Em không xử lý gì hết nha, tự nhiên tất cả cây bên em là hoa để tự nhiên hết, không có xử lý phân thuốc gì trong đây hết. Hoành cây này là 25, tổng tán dài là 55, rộng là 43, cao là 35, cây 17, 1,5 triệu bao sống bao ship toàn quốc. Tàn rất là kín nha cô chú anh chị. Cốt cành mặt sau, cốt cành to cân đối hết nè ha. 1,5 triệu bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây 18. Đây cây 18 là một cây Linh Sam Song Hinh lá trung bông chùm nha cô chú anh chị, cây này cũng đang ôm hoa ha. Đây. Hoành cây này là 27, tán dài 43, cao 33, rộng 35, cây 18, 1,5 triệu, cây 18 mới đẹp nè. Nhìn kỹ cây 18 nha, chi toàn phân tán nè, rất là đẹp ha. Cốt cành rất là lực, to hết rồi, ấm mịn nha. Cây này ăn ôm nụ kín cây luôn nè. Cốt cành mặt trước nè, cốt cành mặt sau nè. 1,5 triệu nha cô chú anh chị, bao sống bao ship toàn quốc, cây cốt cực kỳ lực nha. À, rất là đẹp ha. Rồi xuống là cây 19, đây có cái cây 19 là một cây sâm hương nha cô chú anh chị. Lô này em có quay một cây sâm hương ha, cây dáng trực cực kỳ đẹp, đế nơm ha, cây chi tán rất là đẹp ha. Em đo hoành ha, hoành cái này là 26 ha, tán dài cái này là 71, tán rộng là 54 và cao cái này là 57,
Cái này em giao lưu với giá là 2 triệu bao ship và luôn chậu nha. Cây cực kỳ to, chi tán ấm mịn hết rồi, khúc cành đầy đủ. Rồi quay cận cho cô chú anh chị xem đường thân ha. Đây bệ đế rất là đẹp ha, đem đo bệ đế của chú anh chị tham khảo luôn ha. Để anh xem qua hình ảnh không biết cây như thế nào. Bệ đế cái này là 49 ha, cây cực kỳ to, 2 triệu bao sóng bao ship toàn quốc ha. Sâm hương Đài Loan nha cô chú anh chị. Rồi quay chi cành cốt tán là cô chú anh chị xem, do cành to em không có nghiêng được cô chú anh chị xem nên em quay chi tiết hơi chậm tí ha. Cây rất là nặng nha, to luôn cái chậu nữa, 2 triệu bao ship và quá rẻ nha cô chú anh chị. Chậu này là chậu 40 á phải. Ừ, chậu 40 nha cô chú anh chị. Rồi xuống lên cây 20. Đây cây 20 đây. Cây 20 là một cây linh sam song hình lá trung bung chùm nha cô chú anh chị. Cây đẹp nha. Đâu hoành cây 20 anh em xem. 20 hoành là 24 ha. Tán dài 47. Cao này là 34, cái này cũng đang full hoa ha. 33 là tán rộng ha. Cao chưa? Cao 34 ha. Cây này nụ cũng đang chín hoa tàn hết rồi nha cô chú anh chị. Về anh em tưới nước ra bông. Cây 20 1 triệu 500 ngàn luôn nha. Đây tán nè, cốt cành nè, anh em xem giúp em ha. Hàng này là hàng mini tế bàn ha. Rồi cây 20, cây 20 là cây cuối cùng của clip em hôm nay. Em cảm ơn cô chú anh chị gần xa dành thời gian xem clip bên em. Thì vườn em, anh em nào muốn mua số lượng sỉ lẻ thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0931 239 339, hoặc đó cũng là số điện thoại Zalo 24 24 thì gặp em ha, hoặc ghé vườn em tại phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Rồi em xin chào cô chú ạ.